Rồi, ngày hôm nay và xin chào tất cả các bạn thí sinh. Thì cảm giác lần đầu tiên khi đứng ở đây rất giống như các bạn thí sinh ở BCL3 với lại ngày hôm nay rất là khác nhau. Tại vì trong một tháng trải qua chương trình đó thì thật sự là một tháng với lại 7 thử thách thì nó quá rất là quá nhiều và nó rất là nhiều áp lực và những cái khó khăn khác nhau để mà mình chinh phục, nhưng mà để mà trải nghiệm con đường kinh doanh doanh nhân thì 7 thứ này là chưa đủ. Và sau khi tham gia cuộc thi này và nhận ra được là mình phải học nhiều hơn nữa và mình phải trải nghiệm thực tế bằng chính bản thân mình nhiều hơn nữa và chinh phục nhiều hơn nữa thì mình mới thành được. Và mình rất là cảm ơn công ty Roll đã có cuộc thi này để mình có thể biết được là mình còn điểm yếu chỗ nào, mạnh chỗ nào và cần phải khắc phục những điểm nào. Và trong suốt thời gian cuộc thi thì em rất là cảm ơn tất cả các anh chị giám sát viên đã rất là hỗ trợ cho tất cả các bạn thí sinh tham gia và bạn thân em cũng vậy, vì qua những cái cuộc gặp đối tác cũng như là những cái cuộc thi thì các anh chị dạy bảo là điều gì nên làm và điều gì không nên làm, lúc mà thuyết phục khách hàng thì phải như thế nào, lúc mà làm bán thì phải như thế nào, và em học được rất là nhiều điều từ anh Vũ và chị Cảnh về việc mà cuộc gặp với đối tác và những cái kỹ năng trong kinh doanh. Và cũng có một tháng trải nghiệm với tất cả các bạn thí sinh cùng tham gia, cũng học được rất nhiều từ các bạn, rất là bạn Trí, bạn rất là có khả năng truyền đạt rất là chân thành, hay là bạn em rất là năng động và nhiệt tình. Rồi còn Chi thì rất là sốt sắng, mặc dù em đã có năm hai nhưng mà em khả năng kinh doanh web rất là tốt. Còn Hè thì rất là vui tính và kinh doanh trên mạng, cho nên là kinh doanh trên mạng online của em rất là thành công, tại vì chị nghĩ là khả năng vui tính của em, cho nên là em có khả năng sáng tiếp rất là nhiều trên đó. Rồi mình có một số lời gửi cho nhắn nhủ lại cho các bạn thí sinh thứ ba. Các bạn đã quyết định tham gia vào cuộc thi này thì trong một tháng, mặc dù các bạn có những cái việc học, việc gia đình hay gì sau đó, nhưng mà bạn đã quyết định tham gia cuộc thi này thì bạn phải thể hiện hết sức mình, cái khả năng mình yêu kinh doanh tới đâu để mình có thể là khẳng định là bản thân mình được vào cuộc thi này, và hy vọng cuộc thi sẽ thành công tốt đẹp và phát triển hơn nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn.